Bán kết Miss Universe 2022, Thái Lan bị chê cách quốc dở tệ, một thí sinh mặc quần dài thi áo tắm. Sáng 12 tháng 1 giờ Việt Nam, bán kết Miss Universe Hoa hậu Hoàng vũ 2022 chính thức diễn ra tại Mỹ. 84 người đẹp trải qua hai phần thi áo tắm và dạ hội. Bên cạnh những màn trình diễn nóng bỏng, bán kết Miss Universe 2022 cũng chứng kiến phần thi độc lạ của người đẹp đến từ Bahrain, Evin Khalifa. Theo đó, khác với dàn đối thủ, Evin Khalifa xuất hiện trong phần thi bikini với bộ trang phục vô cùng kín đáo. Được biết, tại Bahrain, Hồi giáo được xem là quốc giáo. Việc phụ nữ diện trang phục hở hang hay bikini được xem là điều tối kỵ. Đó được cho là lý do Evin Khalifa mặc kín như bưng trong phần thi áo tắm. Dù sự xuất hiện khá đặc biệt, song Miss Universe Bahrain vẫn thu hút với nhan sắc xinh đẹp. Cô nhận được nhiều sự cổ vũ từ khán giả. Còn về phía đại diện Việt Nam, Ngọc Châu diện đồ tắm màu cam, cô khoe thân hình chuẩn với cơ bụng số 11, nàng hậu bước đi rất tự tin và thanh thoát. Cô cũng diện áo choàng với thông điệp nhân văn do chính mình chọn. Ngọc Châu chọn 30 mong ước, trong đó phần lớn là của các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Các mong ước được gửi đến thông qua cuộc thi Dream with Châu trước đây. Ngoài phần thi áo tắm, Ngọc Châu còn càn quét sân khấu với bộ váy của nhà thiết kế Trung Thanh Phong mang tên Hiệu ứng của bướm. Có thể nói, màn trình diễn của Ngọc Châu đã làm nức lòng các fan sắc đẹp cũng như củng cố niềm tin nàng hậu sẽ làm nên chuyện tại Miss Universe 2022. Trong khi Ngọc Châu được đánh giá là đã có màn thể hiện tốt, thì đối thủ của cô lại có đêm thi không mấy thành công. Đại diện đến từ các nước Indonesia, Hàn Quốc và Lào vấp ngã trên sàn diễn trong phần thi trang phục dạ hội. Khán giả bày tỏ sự tiếc nuối và dự đoán đại diện đến từ ba quốc gia trên sẽ khó đi sâu vào vòng thi tiếp theo. Trong khi đó, dù được đánh giá cao nhưng đại diện đến từ Thái Lan, Anna Svengamiam lại chưa có màn dự thi đúng như kỳ vọng. Các bước đi của cô khá loạn choạng do phần đuôi váy liên tục gặp sự cố, khiến người đẹp có phần mất tự tin trên sàn catwalk. Nhưng bù lại, bộ trang phục làm từ vật liệu tái chế của người đẹp nhận được mưa lời khen từ cộng đồng fan sắc đẹp. Anna Svengamiam, đại diện Thái Lan, đang là một trong những đại diện châu Á nhận được nhiều sự quan tâm nhất tại Miss Universe 2022 nhờ khuôn mặt sắc sảo cùng vóc dáng bốc lửa. Không những thế, người đẹp còn bị nghi ngờ sẽ được thiên vị khi tham gia cuộc thi do đấu trường này đã được mua lại bởi người đồng hương của cô, Anza Karutatip. Có thể nói, kể từ khi đặt chân đến Mỹ, người đẹp 24 tuổi xứ Chùa Vàng vẫn luôn là tâm điểm của truyền thông nhờ sự đầu tư chỉnh chu về mặt hình ảnh. Đồng thời, Hoa hậu Hoàng vũ Thái Lan 2022 đang liên tục được dự đoán có khả năng lọt top 5 ở mọi bảng dự đoán của Miss Universe 2022. Được biết, Anna Svengamiam tốt nghiệp chuyên ngành khoa học và nghệ thuật của Đại học Kasetsart ở Bangkok, Thái Lan từ tháng 10 năm 2020. Đại học Kasetsart được xem là một trong những trường đại học lâu đời và nổi tiếng tại Thái Lan. Bên cạnh đó, Anna Svengamiam có hoàn cảnh xuất thân khá nghèo khó khi có bố mẹ đều làm công nhân tại bãi rác. Tuổi thơ của cô đều gắn liền với những bãi rác ở thủ đô. Tuy nhiên, đây lại là điểm khiến nhiều người có cái nhìn hảo cảm hơn về Anna Svengamiam khi câu chuyện về sự vươn lên bất chấp hoàn cảnh gia đình của cô truyền cảm hứng tích cực cho nhiều người. Tuy nhiên, khả năng tiếng Anh của Anna Svengamiam lại là điểm hạn chế của cô và cô đã có không ít lần bị netizen chê bai vì vấn đề này. Trong những đoạn phỏng vấn bằng tiếng Anh, cô nói một cách khá ngập ngừng và thậm chí còn từng bị nói sai năm đăng quang của đàn chị Miss Universe Thái Lan 2020, Amada Obdam. Tuy nhiên, gần đây trong một clip phỏng vấn, đại diện Thái Lan đã cho thấy sự tiến bộ vượt bậc khi tự tin trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh khiến ai cũng bất ngờ. Chung kết Miss Universe 2022 diễn ra vào ngày 14 tháng 1 giờ địa phương, tức sáng 15 tháng 1 giờ Việt Nam. Đương kim Hoa hậu Hana Sanho sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm.